Huế á. Châu Huế của Toàn đấy. Của cái nhà rượu Nhi, rượu Nhung đấy. Đó đằng kia. Đấy cháu bảo đằng dưới đấy lại gần. Đây á. Cây thì quá ế luôn, chợ này quá thất bại luôn. Ế á. Có bán được cây nào không anh? Này nhưng mà hàng chợ này cho được mấy thêm mấy hôm nữa? Chợ này thì thêm được 2-3 hôm nữa chung đấy, 21 là hết rồi. Chứng tỏ cũng thất bại nhỉ. Thất bại nặng luôn. Nghĩ thì to nhưng mà đúng không? Nói chung là to thì đâu, bằng cái triển lãm của cấp xã vừa rồi như là... To như này mà lại còn bảo không phải cấp xã. Bác bảo bà được bao nhiêu con siêu phẩm như ở dưới Thái Bình vừa rồi, Phú Thư người ta tổ chức. À, chỗ Bách Thuận đấy gì? Ừ. Nhưng mà vấn đề là Bách Thuận nó có bán được không ấy chứ? Còn đây thì người ta tổ chức thì nói chung là... Đây là không gian rộng đúng không? Đang đi tìm bể mà... Bể khu này là khu... Hôm nay là 17 tháng 9 rồi, ngày mai là ngày 18. Các bác ấy bắt đầu sẽ mang cây về. Lắm tre phết đấy chứ nhỉ. Chỗ Luân cũng tre, đây cũng tre. Hay là đây là chỗ của Luân được không? Đây là đội tre riêng à? Tre bonsai Việt Nam. Hội An bán ở chỗ nào không? Rất là nhiều. Trời đang sắp mưa. Ngày mai các bác cái chở cây về là có khi lại mưa to đấy. Đài báo đấy, đài báo mai bắt đầu mưa. Kia khu của chú Tạ Huỳnh ở bên trong kia. Đây khu bể đây này ông này. Đó. Đây là khác á. Hôm qua cháu nhìn đằng này có mỗi đằng này bể đằng này. Khu này là khu toàn của cây của miền Nam. Đây các anh em bắt đầu đã chở cây về rồi này. Hai xếp à. Đây là gì nữa chú? Đã? Không, cháu bảo là ấy mà, cháu bảo là khu bể đây là gì nữa? Úi dồi ôi, ông trẻ nhìn quả bộ này sơn đen để giống cây luôn đấy. sơn kiểu màu đen để giống đồng màu ấy, ở cây cũng đen xì luôn. May quá trời bắt đầu tạnh tạnh, lại tưởng mưa to là. Ui cây hồng kia sai quả thế. Đây, khu chậu đây không?
tên gì nữa đúng không trẻ? Đây, đây bày rất nhiều chậu đây. Chậu Huế của Toàn đấy. Đấy, cháu bảo đằng dưới đấy lại gần. Cây thì quá ế luôn, chợ này quá thất bại luôn. Ế á? Có bán được cây nào không anh? Này nhưng mà hàng chợ này cho được mấy thêm mấy hôm nữa? Chợ này thì thêm được 2-3 hôm nữa, chung đấy, 21 là hết rồi. Chứng tỏ cũng thất bại nhỉ? Thất bại nặng luôn. Nghĩ thì to nhưng mà đúng không? To như này mà lại còn bảo không bằng cấp xã. Bác bảo bà được bao nhiêu con siêu phẩm như ở dưới Thái Bình vừa rồi Phú Thư người ta tổ chức. À, chỗ Bách Thuận đấy gì? Ừ. Nhưng mà vấn đề là Bách Thuận nó có bán được không ấy chứ? Còn đây thì người ta tổ chức thì nói chung là đây là không gian rộng đúng không? Đang đi tìm bể mà. Bể khu này là khu của ai à ông trẻ? Đây là bể bê tông, bê tông đúc kìa. Ui giời, đúc nhìn đẹp nhỉ ông nhỉ? Đúc nhìn rất đẹp nhé. Sau này không biết là nó xuống màu nó thế nào. Chết đâu, các anh em lại bảo lấy, các anh em lại bảo thất bại toàn tập hôm nay. Càng phết đây chứ đùa đâu. Không bằng ấy, lại bảo là không bằng triển lãm cấp xã. Chết. Đây là bê tông giả đá đúng không? Có 500.000 đúng không ạ? 55 x 40. Mấy cây hồng này rất sai quả. Đây ở Hải Hậu. Cái ngọn mình chưa phải ngọn lắm. Thì ngọn thì mình điều chỉnh với mình dân thở. Mình không biết làm. Không biết làm thì nó mình chỉ biết làm mỗi mộc hương thôi. Đây là đẹp mà, quá đẹp. Này lấy cái đề. Không, Nguyệt Quế 50. Riêng em 45. Bây giờ không bán được thì phải cẩu sớm đi làm gì nữa. Chậu ấy là chậu của anh Thiệp, chậu của anh Hoàng Lịch Thiệp. Rất nhiều mộc bonsai này. Chắc là mấy hôm bão đấy đi chợ búa mà vỡ mất mấy cái này thì còn lãi gì nữa. Sung sướng gì đâu cơ chứ. Đấy các anh ạ. Dạ rất nhiều đá.
Đá này đá gì? Đá này, đá này như là đá miền Nam. Đây, viên này như con chim đang xuống uống nước này. Ok ạ. Chả con viên nào đẹp nữa. Đâu, chỗ chậu là chỗ nào không? Anh kia đang cẩu lên kìa. Đấy, cháu thích thích viên ý không ạ? Đó. Viên này nhìn hay phết này. Các loại ui, phôi xì. Một cuộc triển lãm không mấy thành công cho các anh em buôn bán, kêu ế nhiều quá. Anh em đang cho lên xe trở về. Ôi, cái mai này gấu chưa ông ơi? Đấy, mai gấu phết đấy, nhìn nhờ đầy nu cục. Siêu phẩm Tùng La Hán. Lần đầu tiên cháu thấy cây tùng ôm đá như này đấy ông ạ. Họ làm nghệ thuật phết đấy, như đùa đâu. Này nhìn như con gì không trẻ? Vừa này nhìn cây được phết đấy không? Xăm bông hay xăm trái đây, nhiều mụn nhỉ. Đây, thợ vẽ tùng đây ông trẻ. Ngắm nhìn được để lấy số điện thoại. Hai anh thợ không biết là người ở đâu vẽ tùng rất là ổn.
đá sao lại bán đá ở trong. Úi dồi ôi, quả tam quả cây tác phẩm dưới, dưới là một hồ tiểu cảnh. Rất là nghệ thuật. Sao mãi chả thấy chỗ bán chậu ấy không kìa? À ừ, đầy dưới này. Úi dồi ôi, loại này lũa gì đây ông trẻ ơi? Đúng không nhỉ? Chỗ này chắc mấy bác này ở Phú Yên, Bình Định nhỉ? Dồi ôi, cây cối bao nhiêu cái kia. Đây khu này, khu bán này đây, khu bán bể Huế đây. Mã đáo thành công. Rất phong phú đa sản. Vấn đề là nó phải hợp vào mấy cây. Cứ đắp như kiểu này. Nói chung là làm như này rất là nhiều công, nhưng mà sau này kiểu vận chuyển đi lại ấy, nó lộ ra thì nhìn nó lại đúng không? Kiểu như Cái hàng này là ghép vào, nhưng mà chơi ghép này đắp thì mình phải chơi, nhưng mà nó bị giãn, các bác chơi tới đây thì phải tới cả trăm, tức là riêng cái thằng này một cái giống nó rời này rất là kém ở cái phần đấy. Còn nếu nó đúc cái cốt của nó, cốt liền đấy, sau nó đắp thì mới là tuyệt vời. Nghệ nhân đắp nó vẫn khác đúng không chú? Không phải là nghệ nhân mà nó là họa sĩ tạo hình, nó là học chuyên ngành. Bọn này thật sự giỏi không? Không thể nói là không giỏi. Công việc ngày nào cũng đắp thì vẫn đắp lại. Quen nhưng mà nói là có ông đắp được đẹp, có ông đắp xấu. Chỗ này đẹp ấy nhỉ, đẹp thế. Làm chính là cái trơn như này lại đẹp, trơn như này dễ chơi. Không nhỉ? Trơn này dễ chơi, cẩu đỡ sót. Và không lo va chạm.